Dạ Thanh xin kính chào quý và bà con cô bác. Thì hôm nay trên đường đi khám phá ở trên một cái vùng núi. Thì hiện tại thì ở đây em đang đứng tại ở trên đỉnh núi Ba Thê. Ở đây là núi Ba Thê, thị trấn Ốc Eo. Thì mình tình cờ mình phát hiện một cái cục đá nằm giữa đường nè. Thì cái hướng này là cái hướng xuống dưới chân núi, còn mình sẽ quay lại sau lưng đó. Đây là cái hướng này là hướng lên trên núi ha. Thì mình chạy tới một cái ngã ba này, mình bắt gặp một cái tảng đá rất là lớn. Tảng đá ở tại cái ngã ba này. Và cái điều kỳ lạ là mình thấy một cái tảng đá mà nằm giữa đường nè. Thì mình vô tình đó mình phát hiện, quay lại cho cả nhà xem ha. Để mình lại tiến lại gần đó, mình khám phá cái cục đá này như thế nào. Tại sao mà cục đá nó to, sao mà nằm chắn giữa đường đây. Đây nè bà con, quá trời to luôn à. Mình ôi rồi, cục đá to quá to luôn. Nó có lăn ra xuống sao mà người ta chiêm đá ta. Thì cục đá này lăn từ trên đỉnh núi xuống nè, nhưng mà mình chưa xác định được là cái hướng nằm cái hướng nào. Để mình để dòng chữ là xin đừng phá tôi cảm ơn. Để mình đi vòng vòng mình tìm cái đường xuống của cái cục đá này. Không lẽ lăn cái từ ở trên kia xuống kìa. Nó cũng phải có một cái đường chứ. Mình đi vòng vòng á, mình khám phá mình kiếm cái đường á. Nạc đá rất là lớn nha. Mà anh nhìn thấy nó giống như là nó xuất cái tảng đá lớn nè các bạn. Mà lăn xuống tới đây thì bị chắn rồi cái này á. Thì ở đây á là một cái ngã ba. Ở đây là cái ngã ba này các bạn. Thì ở đây là hướng này, hướng lên trên núi ha. Để mình quan sát á, mình xem thử coi ở cái núi này có cái đường nào mà cục đá này nó lăn xuống đây không. Không biết lăn cái hướng nào. Nhưng hiện tại thì cục đá này lăn rớt xuống đây đó là tầm khoảng là 2 năm rồi. 2 năm rồi. Đó. Để mình tìm xem xung quanh coi có cái hướng nào mà cục đá này rơi xuống đây không. Cái tảng đá này mình theo mình nghĩ là rất là khủng luôn các bạn. Chắc có cái điều tâm linh gì ở trong đây nè. Và rớt thì nằm ngay chân cái ngã ba này luôn. Rất là to luôn. Thì bên đây là một cái vực thẳm. Ở dưới đây thì cũng có cái đường mòn ha. Ở đây là đường mòn. Nhưng ở bên đây là một cái vực thẳm rồi. Không biết cục đá rơi từ cái hướng nào mà cây cối á. Cây cối thì hiện tại thì mình thấy nó cũng y nguyên à. Nó chưa có cái dấu tích gì mà về cái cục đá lăn. Để mình một chút á, mình sẽ đi hỏi những cái người dân ở nơi đây và mình tìm hiểu cho các bạn xem là như thế nào mà cục đá này nó lăn xuống đây. Đây cũng có một cái đường lên nè. Có đường chỗ này là có đường lên núi rồi các bạn. Để mình ra đây có người dân nào không. Đây có một ông chú người dân địa phương. Không mà bà con mình lại đặt cái bàn đây để mà cúng thôi. Không, cái này theo cái này ta nói là theo mấy người đã ta nói là nó một cái cửa thân thần là đặt cái bàn đó người ta cúng ra. Dạ. Rồi chúng mở ra cái đường ra nằm hết cái lộ luôn. Trời ơi. Như là mở thêm nữa hả chú? Mở thêm. Ra hết trơn luôn nè, chú mới ấy nè, rồi chú mới xin tiền ta cho mấy bao phiêu băng rồi chú chát. Nhiều cái này sáu bao nhiêu anh mình đây ba bao xin chú cho con hỏi lại là cục đá này mình rớt bao lâu rồi chú? Rớt hồi lễ ông Nguyễn 28/8 hồi lễ ông Nguyễn hồi năm ngoái. Năm ngoái ha. Là cái cục đá này từ cái hướng nào rớt xuống chú? Trên đó là hả? Ủa sao mà hiện tại mình không thấy cái dấu tích gì chứ? Có, mình đại cái dẫn năm
cây mới lên, lăn thì nó xẹp thì cây mới lên. Mà nếu từ mà hướng này đó các bạn, cái ông đá này, này mà lăn theo cái hướng này phía dưới là cái điều đó rất là nguy hiểm đó. Lăn cái này mà lăn không để lún cây luôn, mà nặng này luôn, cũng như cái cửa chân thành trắng dữ đó bố. Là cái lộ này là bố làm trước rồi, cái nó lăn cho nó lún luôn ha. Cái lộ này nó làm gần đây nè, nó làm đã cô đang lăn và lún cái lộ luôn kìa. Tới đây luôn nè, bắt đầu nè, cái lộ nè, tới dưới này nè. Dạ. Đang đây nè, bắt đầu chúng mở cái đường ra. Vậy là chú tặng tay mở cái đường này luôn. Cái dòng chữ này là chú viết là không có gì, không cái này là người ta viết, tôi không viết. Viết cũng như làm đừng có lại phá cái ông đá này ha. Tại vì có cái điều linh thiêng ở đây hay sao mà con lại cúng rồi chứ. Có người linh thiêng đây người ta mới ghé, người ta mới cúng, người ta mới viết. Theo con nghĩ ở đây có cái vụ gì mà tâm linh ở đây đó chú. Nó cục đá này rớt xuống đây là có cái chuyện tâm linh gì ở khu vực mình không chú? Cái này tôi cũng không có biết, thì tôi thấy lăn xuống đây rồi. Đây cũng có những người phương xa đến để viếng núi Ba Khê đó các bạn. Không biết cái đó người ta lúng luôn rồi. Công nhận rồi mà lăn cái lúng bảy cái đàn luôn. Bảy đàn luôn. Dạ tụi con cũng ở bên Đồng Tháp luôn á. Cũng như là nó có điều may mắn cái gì đó, nó cũng như là cái duyên gì á là mới đặt ra ngay chỗ mày chứ không có lăn xuống theo con đường này là nhà dân ở dưới hay chứ. Nguy hiểm lắm. Cái duyên là đặt ngay chỗ này là cái cửa luôn, cái cửa chắc chịu sinh thành luôn, cái cửa sinh thành luôn. Dạ. Cái ngọn núi này có cái điều gì nó huyền bí không chứ không phải đi lên cậu đi lên là thạch tại đâu chả nó. Dạ. Tại đâu trời sấm sét nổ ra như cái thôi chả nó. Dạ. Trời sấm sét hả? Ừ. Lâu chưa chú? Nổ mà 96 lên mà 2002. Dạ. Ừ, em đi theo mấy người đó đó. Theo cái ước tính của cái khối đá này là trọng lượng cỡ bao nhiêu tấn không chú có thể? Cũng là cái này đó nó cũng hàng trăm tấn. Đó. Cái đâu có ít đâu. Dạ. Những con đường này là chú làm hay gì? Không, cái này là du lịch nhà nước làm, là tôi mở đường nhỏ đây đặng cho xe lên. Đúng rồi, dạ, tốt đó. Ừ, tôi mở rồi. Trời ơi, cái đây là tôi làm cái giờ đây tôi làm cho nó chịu chân thành và cũng như tiền mới giao tới của mình chứng sinh từ bao khi mang hai mươi bao mới còn chán mình làm. Vậy là nhà chú ở trên núi hay là ở dưới chân? Nhà tôi dưới này mà tôi ở chảnh quét dọn là các chị sân thần là 2002 tới giờ tôi cũng đương làm chảnh. Dạ. Tôi cũng chở ba cái cát cái đá đồ đương chảnh, tôi thay thêm cái bệ cho nó lên. Rồi thì chúc tụi con sẽ lên trên chảnh rồi sẽ tìm hiểu về cái thạch đại đao như thế nào, chia sẻ cho bà con xem. Đi. Chú có nhiều sức khỏe nha. Đi nè, chú đi chảnh nè. Con sẽ đi lên theo. Đi. Dạ. Đây là cái đường lên núi đó bà con. Thì ông chú này thì ổng làm một cái đường này nè. Làm thêm cái đường này tại vì cục đá này nó chắn giữa lộ rồi, không có di chuyển ở chỗ khác được. Thì chú phải làm thêm một cái đường bên đây để mà cho người dân á đi lên xuống cho nó dễ. Đó. Thì cái hướng này thì theo ông chú cũng chia sẻ là từ ở trên núi đó mà lăn xuống nằm tới chỗ này luôn, tới chỗ này luôn các bạn. Rồi thì video cũng đã dài thì em sẽ cập nhật cái video tiếp theo là mình sẽ lên trên đỉnh núi Ba Thê mình tìm hiểu về cái thạch đại đao hay là những chuyện tâm linh gì ở trên núi Ba Thê này mình chia sẻ cho cả nhà xem ha. Thì cả nhà xem video thì thấy hay thì nhớ cho một like và một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần mình nha. Mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.